nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chết trong tôi. Xin chào các bác và anh em nhá. Ngày hôm nay thì bên em chính thức lên sóng cho chúng ta một cặp loa vô cùng độc đáo, với một cái phong cách chơi rất là mới và rất là ít xuất hiện ở trong những cái không gian của người Việt chúng ta. Một trong những dòng loa được sử dụng trong những không gian nhỏ, chật hẹp, những không gian riêng tư và đặc biệt là trong những không gian phòng ngủ. Ở châu Âu bây giờ hiện tại đang có một cái phong cách chơi nhạc ở trong phòng ngủ với những đôi loa có thể phù hợp cho chúng ta trong những công việc nghe nhạc và hát karaoke. Và ở đây chúng ta đang có phiên bản DX5C. Một trong những cái dòng loa này thì chúng ta có thể sử dụng trong nhiều cái mục đích khác nhau. Khi bên em nhập những cái đôi loa này thì chắc chắn là cũng đã tính được những cái không gian sử dụng cũng như là những cái công dụng của nó khi phối ghép cùng, hoặc là chúng ta chơi độc lập một đôi loa, một chiếc đẩy, một bộ mic không dây cho những không gian chật hẹp, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cặp loa này sử dụng làm loa lời để cho cái bộ dàn của chúng ta nó sẽ hay hơn, sinh động hơn, cũng như là cái sự chi tiết nó sẽ được bộc lộ ở những cái phần thể hiện karaoke hoặc là những cái bản nhạc có lời như thế này. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cặp loa này nó có một cái công dụng cực kỳ hiệu quả cho việc truyền tải những cái tín hiệu trung âm, những tín hiệu của những cái giải trung, và chúng ta sẽ thấy được cái lời hát của ca sĩ khi chúng ta nghe nhạc nó cũng hay hơn, hoặc là khi chúng ta hát karaoke có thêm cặp loa này vào thì nó cũng hay hơn rất là nhiều. Đối với cách thiết kế là 3 loa có mặt trên một thùng với 2 loa bát và 1 chép đôm. 2 chiếc loa bát này thì đang đảm nhiệm cho chúng ta cả những cái giải trầm, nhưng vì cái cách thiết kế cũng như là cái phong cách chơi của cái dòng loa này thì cái tiếng trầm của nó cũng không được sâu cho lắm, và nó phục vụ chủ yếu là những cái giải trung âm. Những giải trung âm đấy thì nó sẽ cho chúng ta thấy được một cái sự chi tiết khi 2 chiếc loa đồng thời xử lý giọng hát của ca sĩ cũng như là giọng hát của chúng ta, để cho cái phần âm khu của giọng nó sẽ được bộc lộ rõ nét nhất. Chúng ta sẽ cùng đi qua một vòng sơ lược về hình thức của chiếc loa này. Với cái cách thiết kế rất là nhỏ gọn, chiều cao của nó là 60cm, chiều ngang 20 và chiều sâu là 24. Vỏ thùng thì được thiết kế màu vàng cánh gián nhé, vân gỗ thể hiện rất là rõ, bao phủ bên ngoài là bằng một lớp sơn phủ bóng nano, và phía trước thì là màu đen và sẽ bộc lộ lên các cái viền loa màu bạc như thế này, cũng như là cái viền của chiếc loa chép đôm. Và chúng ta có thể thấy chiếc chép đôm này thì trông nó hết sức xịn sò. Và chiếc đôi thì chúng ta thường gặp ở trong những cái dòng loa Buxell hoặc là những đôi loa cây cao cấp để nghe những cái thể loại nhạc chi tiết. Nó không phù hợp cho những cái bản nhạc mạnh, những bản nhạc DJ, không phù hợp cho những cái dòng nhạc mà có nhiều những cái nhạc cụ điện tử, mà ở đây nó sẽ phù hợp với những chất nhạc nó mang tính chất tự sự một chút. Và đối với chiếc loa DX5C này thì chúng ta có thể chơi trong những cái không gian 20m² phòng ngủ, hoặc có thể phối ghép cùng với những bộ dàn karaoke, bộ dàn nghe nhạc để chúng ta khai thác thêm những cái khả năng, tính năng về hát karaoke để cho cái giải trung âm tốt hơn, hoặc là khi chúng ta nghe nhạc thì cái phần âm nhạc nó sẽ được chi tiết, hoặc chúng ta sẽ thêm loa vào để chúng ta sử dụng cho mục đích xem phim. Với xem phim thì chúng ta sẽ đạt được một cái hiệu quả cực kỳ cao, đấy là những cái hiệu ứng âm thanh nó sẽ được đưa ra nhiều loa và chúng ta nghe nó sẽ rất là chân thực. Hiện tại thì bên em đang bật những bản nhạc nó mang tính chất tự sự một chút. Chúng ta có thể thấy được rằng cặp loa này thì đang thể hiện cực kỳ tốt. Anh ơi đôi mình mộng này đã tan, tình ta giữa kỳ chất. Đối với những cái phần thể hiện của ca sĩ thì chúng ta có thể thấy được, cảm nhận được rằng nó sẽ rất là chi tiết là cái thứ nhất, và cái thứ hai là nó sẽ mang một cái cảm giác rất là chân thật. Chúng ta nghe được cả hơi thở, lấy hơi
và những cái tình cảm nó sẽ được bộc lộ ra một cách rõ nhất. Và trên đây, hiện tại thì bên em đang sử dụng một bộ mic không dây với cái biến số 9 và một chiếc đẩy K6. Đối với chiếc đẩy K6 này thì cũng là một sản phẩm mang thương hiệu Wakewood, và cách thiết kế nhỏ gọn, các bác có thể thấy được chiếc đẩy này nó chỉ rộng dày hơn bộ mic không dây một chút thôi. Bộ mic không dây thì nó dày khoảng tầm này, còn cái này thì dày hơn khoảng tầm một phân rưỡi. Và cách thiết kế như này nó sẽ rất là hiện đại. Nhỏ gọn ở đây chúng ta sẽ có một thiết bị vừa dùng làm đẩy công suất, chúng ta vừa dùng làm bộ chốt âm thanh, tín hiệu âm thanh. Và trên chiếc đẩy K6 này thì chúng ta đang có được những cái khả năng trình diễn karaoke rất là hay và cực kỳ nhiều công dụng ở đây. Ba chiếc đáp lớn này ngoài cái nhiệm vụ là tăng giảm âm lượng thì chúng ta có thể điều chỉnh được. Ví dụ chúng ta muốn điều chỉnh effect thì chúng ta ấn vào đây, và chiếc màn hình này nó sẽ hiển thị ra những cái đường mà chúng ta mong muốn. Tiếp theo này, repeat này, reverb này, đây là đường của hai kênh khác nhau này. Đây là phần effect nhá. Còn ví dụ phần micro chúng ta có thể tăng giảm được bass chung chép này. Ví dụ đây là chép này, đây là chung này, đây là giải bass này, cắt tần số này, đây là feedback, là chế độ chống hú, âm lượng. Music thì chúng ta cũng có phần tăng giảm âm lượng, tăng giảm tông nhạc, tức là chúng ta muốn điều chỉnh ở những cái tông nhạc mong muốn, ví dụ giọng hát của chúng ta cao hay thấp thì chúng ta có thể sử dụng. Chọn các ngõ vào, tăng giảm chép, chung, bass và cắt tần số, khai thác tần số, surround và đường subbass, subwoofer, khe cắm USB, khe cắm mic đằng sau cũng có và đằng trước cũng có. Một chiếc đẩy thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và hiện tại em đang thấy rất là phù hợp với đôi loa này để em phối ghép cùng. Lát nữa thì sẽ thể hiện cho chúng ta một phần chỉ riêng karaoke chỉ riêng với đôi loa này nhé. Em sẽ sử dụng đúng đôi loa này và hát karaoke để chúng ta thấy được rằng là tuy rằng là rất là nhỏ thôi nhưng mà cái chất âm của nó thực sự là chi tiết và hay. Khi chúng ta sử dụng độc lập một bộ dàn này, một cặp loa này và một chiếc đẩy 40 không dây, chúng ta vẫn có thể hát karaoke nghe nhạc được. Thì chúng ta trưng bày trong phòng ngủ của chúng ta, những cái không gian làm việc riêng tư của chúng ta, chúng ta vẫn có những cái khả năng trình diễn những cái bản nhạc và những phần thể hiện karaoke như vậy để chúng ta giải trí. Và sau đây thì xin mời các bác đến với một bản karaoke nhạc tình. Âm nhạc nó sẽ đơn điệu một chút với một chút guitar và sẽ tặng các bác một bản nhạc nhạc Trịnh Công Sơn, Diễm Sương. Xin mời các bác cùng nghe nhé. Quê nhà tôi xứ đoài xa, khói chiều mênh mông sông Đà buông nắng, nhớ thương là quê ly che bờ đê, ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quê nhà tôi ba vì xanh thắm đón chiều trên ngang mắt chiều hoang vắng những đêm mùa đông khói hương chậm bay bóng cha ngồi đây ngọn đèn lung lay bức tường với chân quê nhà tôi ơi quê người con gái mất buồn xa lâu do tình yêu dấu mất em về đâu.